Tin tức tổng hợp ngày 1 tháng 4 năm 2019, ngày hắc đạo mang xui xẻo cho người tuổi tuất. Xem ngày tốt xấu ngày 1 tháng 4 năm 2019. Theo lịch vạn niên 2019, hôm nay ngày 1 tháng 4 năm 2019 tức ngày 27 tháng 2 theo lịch âm là ngày hắc đạo. Giờ hoàng đạo trong ngày, giáp dần 3 đến 5 giờ, tư mệnh, bính thìn 7 đến 9 giờ, thanh long, đinh tỵ 9 đến 11 giờ, minh đường, canh thân 15 đến 17 giờ, kim quỹ, Tân Dậu 17 đến 19 giờ, Bảo Quang, Quý Hợi 21 đến 23 giờ, Ngọc Đường. Xem ngày tốt xấu, người tuổi canh tuất, bính tuất có điểm báo xui xẻo do mệnh xung khắc với ngày. Trong ngày này, hỷ thân nằm ở hướng Đông Nam, tài thần ở hướng Bắc, tùy theo điều mà bạn mong cầu, có thể chọn đi theo một trong hai hướng này để khởi sự. Lưu ý hướng Nam có hắc thần ngự trị, dễ gặp xui xẻo nếu đi về hướng này. Xem chi tiết tại bài viết. Xem ngày tốt xấu hôm nay thứ 2 ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019, tức ngày 27 tháng 2 năm 2019 theo lịch âm. Tử vi hôm nay của 12 con giáp, tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Theo dõi tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay mùng 1 tháng 4 năm 2019, sự nghiệp của người tuổi Sửu chẳng mấy thuận lợi khi gặp phải thiên quan. Trong khi đó, người tuổi Dần phải nhận nhiều tin không vui về tình cảm trong ngày hôm nay. Còn các tuổi khác xem chi tiết tại bài viết tử vi thứ hai ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019 của 12 con giáp, mão lạnh lùng, tốt gặp rắc rối. Tử vi hôm nay của 12 cung hoàng đạo tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo. Xem tin tức tổng hợp ngày mùng 1 tháng 4 trên trên 2019 của 12 cung hoàng đạo, mặt trăng và sao hỏa nằm cách nhau góc 150 độ. Dương Dương đang mâu thuẫn không biết phải làm thế nào để giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh giữa bạn và người ấy. Có những chuyện thực sự khó xử. Còn Kim Ngưu thấy cuộc sống thật tốt với mình. Mong chờ mãi thì cuối cùng tình yêu cũng đến, thắp sáng lên bức tranh muôn màu của bạn. Dự đoán về vận trình trong ngày của các cung hoàng đạo khác, mời bạn xem chi tiết tại bài viết tại Tử vi thứ hai ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019 của 12 cung hoàng đạo, Bạch Dương Lơ Mơ, Ma Kết tranh chấp. Xem phong thủy hàng ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019. Tiếp nối tin tức tổng hợp ngày 31 tháng 3 năm 2019, người mệnh ngũ hoàng đừng chủ quan mà coi thường những nguy cơ có thể xảy ra trong ngày người mệnh tam bích nên im lặng, đừng cố chấp lớn tiếng mà cuối cùng chính mình lại là người chịu thiệt. Xem chi tiết tại bài viết tại, xem phong thủy hàng ngày, thứ hai ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019 để biết thêm về vận trình của các mệnh khác. Dự báo thời tiết hôm nay Theo tin tổng hợp ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019, miền Bắc dần nắng ấm, tuy nhiên sáng sớm và đêm vẫn có sương mù. Đọc thêm chi tiết ở, dự báo thời tiết ngày mùng 1 tháng 4, một số khu vực vùng núi phía Bắc cảnh báo có rông, Xét và mưa đá. Ngày mùng 1 tháng 4 năm xưa có sự kiện lịch sử gì? Sự kiện trong nước. 1-4-192, báo Le Paria người cùng khổ ra số đầu tiên tại Paris. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1945, đội danh dự Hà Nội được thành lập. Đây là một đội vũ trang đặc biệt của Đảng trước cách mạng tháng 8 có nhiệm vụ tuyên truyền xung phong và trừ gian diệt ác. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1953, ngày truyền thống binh chủng pháo cao xạ. Dạ. Ngày 1 tháng 4 năm 1959, Hồ Chủ tịch đã về thăm các làng cá và bà con ngư dân trên đảo Tuần Châu, Cát Bà, Cát Hải, ở Quảng Ninh và Hải Phòng. Ngày 18 tháng 3 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 1 tháng 4 là ngày truyền thống của ngành thủy sản nước ta. Ngày 1 tháng 4 năm 1967, ngày mất giáo sư bác sĩ Đặng Văn Ngữ. Ông sinh năm 1910 tại Huế. Ông đã nghiên cứu và sản xuất thành công thuốc kháng sinh, nước lọc Penicillin chế từ giống nấm. Cứu chữa cho Thường binh bệnh Bình. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1975, sư đoàn 320A tiến quân theo đường số 7 cùng lực lượng Vũ trang tỉnh Phú Yên giải phóng thị xã Tuy Hòa và tỉnh này. Cùng ngày sư đoàn 3 chủ lực quân khu 5 và sư đoàn 968 cơ động trên đường số 19 giải phóng thị xã Quy Nhơn và tỉnh Bình Định. Sự kiện quốc tế. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1945, quân đội Hoa Kỳ đổ bộ lực lượng vào Okinawa mở màn cho trận đánh cuối cùng của Hải quân Đế quốc Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày 1 tháng 4 năm 1946, Singapore trở thành thuộc địa của Anh. Ngày 1 tháng 4 năm 1960, vệ tinh khí tượng đầu tiên, TIROS-1, được phóng lên không trung. Ngày 1 tháng 4 năm 1983, chiến dịch giải trừ quân bị hạt nhân, hàng chục ngàn người kéo dài 22,5 km trong một cuộc biểu tình tại nước Anh. Ngày 1 tháng 4 năm 1990, Gần 1.000 tù nhân chạy điên cuồng ở nhà tù Way tại Manchester trong một cuộc biểu tình bạo lực chống lại tình trạng quá tải. Ngày 1 tháng 4 năm 2004, công ty Google đưa ra dịch vụ thư điện tử miễn phí Gmail phiên bản thử nghiệm đầu tiên. Ngày 1 tháng 4 năm 1989, lần đầu tiên nội các an ninh trong nước của Israel thông qua nghị quyết 425 của Liên Hợp Quốc kêu gọi quân đội Israel rút khỏi Liban, nhưng phía Israel đòi kèm theo điều kiện.